Tòa án Nhân dân quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội mở phiên xét xử Trần Thị Trang, tức Trang Trần, 30 tuổi, quê Hải Phòng, và tuyên phạt mức án 9 tháng tù treo về tội chống người thi hành công vụ. Phiên tòa được mở hôm 24 tháng 8 theo đơn đề nghị của bị cáo Trang Trần muốn xử sớm để dưỡng thai. Hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ mà Trang Trần được hưởng như ăn năn hối cải, khai nhận thành khẩn, phạm tội lần đầu và đang có thai. Vì thế, hội đồng xét xử đã tuyên phạt người mẫu này 9 tháng tù treo. Trước đó vào rạng sáng 27 tháng 2, khi lưu thông ngược chiều trên phố Tà Hiện, taxi chở Trang Trần và bàn bị lực lượng chức năng phát hiện yêu cầu kiểm tra. Dù không liên quan đến mình, nhưng Trang Trần đã có hành vi ngăn cản lực lượng chức năng. Trang Trần bị cáo buộc ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, lăng mạ tấn công cán bộ tự quản. Khi bị đưa về trụ sở, cô tiếp tục có lời lẽ thô tục với các công an. Ngày 1 tháng 3, Trang Trường viết thư xin lỗi đến Công an Quận Hoàng Kiếm. Mẹ cô cũng viết thư xin lỗi gửi Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Công an Quận Hoàng Kiếm và Công an Phường Hàng Bồn.